Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tây Lạng Sơn nhá. Hôm nay là buổi chiều ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022 rồi các bác. Thì cũng là đầu xuân năm mới, thì em xin kính chúc toàn thể các bác một năm mới là mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha các bác. Thì hôm nay đầu xuân năm mới em lại tiếp tục đóng những cái cây đào thất thốn, đào phôi và đào gieo từ hạt, và tất cả các loại đào luôn các bác ạ. Thì lại chuẩn bị ship cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc đây. Đấy, thì trước mặt các bác đây là một cái cây đào thất thốn phôi này các bác. Đấy, cây này thì em đã giao lưu rồi và em đang chuẩn bị đóng vào những cái giọ gỗ như kia để gửi đi cho một anh đây. Đấy, thì hôm nay em cũng quay lên để thông báo với mọi người là vừa rồi là những cái cây đào thất thốn nó chậm hoa Tết thì không bán được. Thì hiện nay em lại có tiếp tục có những cái gốc phôi như này để em giao lưu với các bác nhé. Đấy, đây là cái cây đào thất thốn này. Dòng đào thất thốn nhà em là hoa đỏ sẫm như này này. Và cánh dày và cánh nó rất là căng. Đấy, còn rất là nhiều nụ nữa. Thì bác nào mà có nhu cầu thì lại tiếp tục liên hệ với em, thì em lại sẽ lại ship cho các bác những cái cây, những cái bầu cây như này. Thì các bác trồng thì sang năm sẽ lại có hoa chơi Tết thôi các bác ạ. Đấy, cả là có cả những cái cây đào thất thốn gieo từ hạt nữa. Đấy, còn những cái cây như này này, Tết là không bán được, nó nở chậm hoa, nên là còn sót lại tầm độ hơn chục cây thôi, nên là em sẽ lại giao lưu lốt với mọi người. Còn đây hoa đấy nhá các bác, hoa nó nở đỏ au luôn này. Đấy, bây giờ nếu như gửi đi cho các bác thì em cũng sẽ cắt giật lại hết những cái cành này đi, chỉ để lấy lại mỗi cái phôi chính này. Thì các bác mang về trồng thì là mầm nó sẽ nảy lên hết ở những cái đầu này lên, và dăm nó sẽ dày, từ giờ đến cuối năm nó lại sẽ kín hết toàn bộ các cái cây này luôn. Đấy, còn bây giờ em sẽ quay cho các bác xem này, những cái cây đào chơi Tết của nhà em đây. Năm nay thì bán hết những cây đẹp đi rồi, thì hiện nay là chỉ còn những cái cây nó chậm hoa thì để ở trong sân nhà để chơi. Đây các bác. Đấy, đây là cái cây đào bích của nhà em. Giống đào bích của nhà ở vườn nhà em đây. Đây các bác. Đào bích đỏ tươi và cánh nó rất là căng. Cây này thì nó chậm hoa thì không mang đi chợ được. Thì còn đúng cái cây này nó hơi đẹp đẹp một chút. Cây dáng bay nên là để ở sân đây. Đấy. Cũng khá là lâu rồi em thì không quay lên một cái clip nào. Thì hôm nay em tranh thủ đang đóng hàng thì có một chút thời gian rảnh ở nhà, thì em quay lên cho các bác xem những cái cây đào ở trên vườn nhà em. Đây là những cái cây em chơi Tết này các bác. Đấy. Không xử lý hoa, cứ để ở trồng một chậu này thôi, làm chơi như cây cảnh luôn ấy. Nên là không xử lý hoa thì bây giờ đến nó vẫn còn chưa có hoa này. Đây, nó chỉ có được có cái nụ này ra thôi này các bác. Đấy, còn những cái cây nào mà em cho vào nhà em xử lý thì nó đã nở và tàn hết hoa này. Chơi Tết xong rồi đấy các bác. Đấy, quả nó đậu ở thân luôn kìa. Đây, hoa tàn từ hôm Tết đây. Hoa này là bền, cực kỳ bền luôn các bác ạ. Đấy, cây đây là cây bonsai để bàn trà chơi Tết ở trong nhà em. Thì hôm nay hết Tết rồi thì em cũng bỏ ra. Đấy, bây giờ em sẽ đi quanh cái vườn để cho các bác cùng xem nhá. Cũng giới thiệu luôn với các bác một số những cái cây phôi mới của đào thất thốn hoặc là đào bích, đào phai. Đây là đào phai 23 cánh. Thì những cây này là hôm đấy là chật xe, là không cho lên xe được để mang đi bán, nên là còn sót lại tầm độ 4-5 cây, vẫn cứ để ở sân. Đấy. Còn vườn đào của em bây giờ thì bay hết rồi các bác ạ. Đây, đào thì bây giờ đã hết rồi, chỉ còn lại những cái cây xấu và nó chậm hoa thôi. Thì sắp tới em sẽ lại trồng thêm một vụ mới, thì em sẽ lại lên clip tiếp theo để hướng dẫn mọi người cụ chăm sóc cho những cái cây đào nhé. Còn hiện tại thì em vẫn chưa làm được đất, và em nữa phải gọi máy cẩu về để cho nó cuốc tơi hết cái vườn này lên, thì mình mới trồng được vụ mới, thì đào nó mới sẽ tốt hơn nhé các bác. Còn đất này là hơi bị dí rồi. Đấy. Còn bây giờ em lên cho các bác xem những cái cây phôi đào thất thốn mà đợt vừa rồi chậm hoa không bán được Tết đây. Còn có mấy chục gốc này đây. À đây này các bác ơi. Đào cánh sen, thất thốn cánh sen gieo từ hạt đây. Màu cánh sen đây nhá các bác.
Đấy. Bây giờ bắt đầu mới bung ra này. Cứ trồng ở vườn không xử lý nên là nó phải đến tầm độ rằm tháng giêng đây này. Hôm nay là mùng 9 rồi. Thì bắt đầu nó mới nở ra lạ và nó mới có hoa này. Nó không đúng Tết. Đây này các bác. Em quay cho các bác xem nhé. Để cho các bác phân biệt được ở đâu là đào thất thốn cánh sen và đào thất thốn đỏ thắm nhé. Cái thất thốn cánh sen này ấy, thì cái vỏ của nó rất là xanh và cái nõn của nó xanh các bác ạ. Màu hoa của nó thì nó như cánh sen này này. Đây em quay. Đây. Đấy, màu như màu cánh sen này nhé. Và các bác nhận biết một cách nữa là các bác cạo vào vỏ. Để em cởi găng tay ra thì em sẽ cạo cho các bác xem. Đây. Ví dụ như cái cành này của nó nhá. Thì mình cạo ở đây. Đấy. Cạo ra mà vỏ vỏ xanh lè như này không đỏ thì là đây là đào thất thốn cả cánh sen. Còn nếu mà đào thất thốn đỏ sẫm, hoa đỏ sẫm ấy thì nó sẽ là màu đỏ bên trong nhá, thân đỏ. Còn cây gieo hạt thất thốn đỏ sẫm thì hoa nó, rễ nó cũng đỏ luôn. Đấy, còn bây giờ em lên cho các bác xem cái vườn phôi này luôn. Đây, những cái cây đào nó nở chậm. Không nở được hoa tại bây giờ nó bắt đầu nhú ra này này các bác. Thì không bán được Tết. Thì chỉ còn lại một số cây này thôi. Những cái gốc phôi này. Em lại giao lưu với mọi người. Cây kia bệnh dẹp kìa nhưng mà vẫn chưa có thời gian để chữa. Thì đây bây giờ em cứ quay cho các bác xem. Đây là vẫn là những cái phôi ở trong sân trước của nhà em thôi. Không bây giờ chuyển lên đây. Đấy. Tất cả các cái cây phôi đây còn thừa lại đây. Cũng không còn nhiều đâu các bạn, chỉ còn độ tầm độ hơn chục gốc này thôi. Thì bác nào có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ với em. Em quay chi tiết cho các bác từng cái phôi một nhé. Còn đây giống đào nhà em đây. Hoa đỏ thắm luôn. Đây các bác. Đấy. Nụ hoa đỏ thắm mà to đùng luôn. Còn giống đào phai 5 cánh thì em cũng có xuất để xuất bán đi rồi nhé các bác. Đây. Những cây đào phai 5 cánh của Lạng Sơn này cao được 15 cm rồi. Đấy, cái loại này thì 8.000 một bầu là bao ship. Này, nụ hoa này các bác. Đấy. Nụ hoa rất to. Thân thì đỏ luôn, thân cạo vào vỏ thì vỏ cũng đỏ nhé các bác. Không lấy nét được nhỉ. Coi cái video này em xin kết thúc tại đây nha các bác. Thì em sẽ quay tiếp một cái clip tiếp theo vào cái đợt tiếp theo. Em xin chào toàn thể các bác nhá.